khởi tố, bắt giam Đỗ Thương Thương, kế toán của quận Nam Từ Liêm về tội tham ô tài sản. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Thương là kế toán viên bảo hiểm xã hội của quận Nam Từ Liêm, được giao nhiệm vụ lập chứng từ chi trả tiền bảo hiểm các trường hợp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho các cá nhân, công ty tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Trong thời gian công tác từ ngày 26 tháng 10 năm 2022 đến ngày 19 tháng 2 năm 2024, lợi dụng sơ hở trong quá trình phê duyệt chứng từ chuyển tiền của lãnh đạo bảo hiểm xã hội quận nam từ liêm đối tượng đã lập các ủy nhiệm chi khống trên hệ thống phần mềm kế toán tập trung của bảo hiểm xã hội thay đổi thông tin người thụ hưởng trên bản kê chuyển tiền gửi ngân hàng sau đó đối tượng thương đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của các đối tượng là người quen của thương khi người quen nhận được tiền thương đã yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của thương để chiếm đoạt rồi sử dụng cho mục đích cá nhân không có khả năng hoàn trả. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm là hơn 68 tỷ đồng. Đến ngày 26 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ được thương khi đối tượng đang lẫn trốn tại Bình Dương. Căn cứ vào tài liệu điều tra, tháng 5 năm 2024, công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đổ thương thương về tội tham ô tài sản. Theo quy định tại khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.